Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và ngạp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đến dự có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh những năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện mộc châu đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp củng cố mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở mặt trận tổ quốc huyện luôn chú trọng động viên cổ vũ phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu già làng trưởng dòng họ người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân và con cháu thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam huyện cũng đã tổ chức hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua, tập trung hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động ủng hộ được trên 14 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 769 nhà cho các gia đình khó khăn về nhà ở. Tổ chức 16 cuộc vận động ủng hộ được trên 15,6 tỷ đồng để kịp thời thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiên tai, bão lũ, gió lốc, mưa đá, động đất và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,71% năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Quốc Khánh chúc mừng và đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Mộc Châu tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, hướng đến nhân dân quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã chuyển trao huân chương lao động hạng nhất cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 10 xuất quà cho người có công và các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.